Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã biểu dương các lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, phòng chống hàng giả, hàng nhái. Nhiều chuyên án được phá, nhất là chuyên án về ma túy. Phó Thủ tướng lưu ý, hiện tội phạm công nghệ cao ngày càng khó phòng chống tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều loại hình tội phạm có tính chất man dợ, thủ đoạn khó lường và những vụ việc mà chúng ta ngăn được là chưa lớn, phát sinh nhiều hệ lụy, cuộc sống của nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2024 chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm. Vì thế các cơ quan cần ra soát, đề xuất điều chỉnh thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa kết hợp với tuyên truyền, hạn chế lôi kéo vi phạm pháp luật, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, ứng dụng công nghệ. Đặc biệt các lực lượng chức năng cần biết giữ mình kịp thời ngăn chặn sai phạm có thể xảy ra. Kết quả năm 2023, các bộ ngành lực lượng chức năng đơn vị địa phương phát hiện bắt giữ xử lý khoảng 145.000 vụ vi phạm, trong đó các đơn vị địa phương phát hiện bắt giữ 11.499 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm hàng lậu, 129.713 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 5.464 vụ sản xuất mua bán, vận chuyển hàng giả hàng kém chất lượng, riêng hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng 48% so với cùng kỳ các lực lượng chức năng thu nộp ngân sách nhà nước trên 14.000 tỷ đồng, khởi tố hình sự 616 vụ với 724 đối tượng